Trung bình một hecta chuối sau thu hoạch quả có từ 40 đến 50 tấn thân cây dùng để tách lấy sợi. Bình quân một tấn thân cây chuối tươi sơ chế được khoảng 100 kg sợi thô. Với giá bán hiện tại 80.000 một kg, bình quân một hecta bà con thu nhập thêm được từ 30 đến 40 triệu đồng. Từ mô hình này có thể khẳng định khi có giải pháp hiệu quả tận dụng các phế phẩm nông nghiệp sẽ mang lại lợi ích kép cho người nông dân.